Cấm thắp hương vào thời điểm này trong ngày, kẻo vong ma lũ lượt đeo bám, táng gia bại sản. Không ít gia đình hiện nay có thói quen thắp hương vào buổi sáng sớm mỗi ngày trước khi đi làm và buổi tối sau khi trở về nhà. Bởi vì nhiều gia chủ tâm niệm rằng việc thắp hương và mỗi nén hương là sự thể hiện tấm lòng thành kính, biết ơn đối với ông bà, tổ tiên, thần Phật trong gia đình. Dù vậy, việc thắp hương lên bàn thờ hàng ngày hiện nay vẫn nhận được khá nhiều ý kiến trái chiều và chưa có một thống nhất chung nào. Vì vậy, nội dung video sau đây của kênh Hướng Dương Xanh sẽ giúp cho các bạn có thêm một số thông tin hữu ích về thời điểm nên và không nên thắp hương. Đừng quên nhấn đăng ký kênh miễn phí để cập nhật những video mới nhất các bạn nhé! Theo quan niệm thờ cúng của hiện nay, thắp hương hàng ngày là việc mà gia chủ nên làm. Tuy nhiên, nếu gia chủ bận bịu và không thể nào duy trì thói quen hàng ngày, thì chỉ cần thắp hương vào những ngày rằm, ngày mùng 1, ngày lễ Tết với một chút hoa quả, lễ mọn dâng lên ông bà, tổ tiên để thể hiện được lòng thành kính của mình. Ngược lại, nếu có điều kiện về thời gian, gia chủ vẫn nên thắp hương hàng ngày là tốt nhất. Bởi vì thắp hương lên bàn thờ sẽ làm cho không gian trong gia đình trở nên ấm cúng hơn, lòng người nhẹ nhàng và an yên. Khi thắp hương ở bất cứ một bàn thờ nào, gia chủ cũng đều phải ăn mặc chỉn chu, chỉnh tề và khấn vái một cách thành tâm nhất. Bên cạnh đó, gia chủ nên lưu ý chỉ thắp một nén hương, bởi vì theo quan niệm thờ cúng trong dân gian, số nén hương được thắp là một trong những yếu tố mang nhiều ý nghĩa tâm linh khác nhau. Theo đó, thắp một nén hương bày tỏ cho lòng thành kính, biết ơn đối với ông bà, tổ tiên và các vị thần Phật. Đồng thời khi thắp, các bạn phải thắp bằng hai tay để không thể hiện thái độ bất kính, vô lễ đối với bậc bề trên, các vị thần cao quý. Khi thắp hương hàng ngày, không nhất thiết là phải dâng quà lễ, chỉ cần dâng nước sạch và thật tâm là đủ. Thời gian kiêng kỵ thắp hương. Các bạn lưu ý, tuyệt đối không nên thắp hương sau 7 giờ tối, tức là 19 giờ, kẻo gặp vận xui xẻo khó lường. Người xưa quan niệm rằng giờ ban đêm là giờ hoạt động của những vong hồn, linh hồn lang thang. Việc thắp hương sẽ khiến cho những linh hồn này nghe theo mùi hương mời gọi mà đến quấy nhiễu phá phách gia đình bạn, thu hút những linh hồn dữ, xa lạ. Do vậy, nếu thắp hương vào buổi tối, gia chủ nên thắp càng sớm càng tốt và đặc biệt là không nên thắp hương sau 7 giờ tối. Các gia chủ nên chọn thời gian thắp hương tốt nhất đó là vào mỗi buổi sáng sớm. Bầu trời quang đãng, nắng sớm tinh khôi, không khí lại trong lành. Thắp hương lúc này sẽ thu hút được năng lượng tốt lành, giúp khởi đầu ngày mới may mắn, thuận lợi, gặp dữ hóa lành. Khói hương thắp lên cũng xua bớt, giúp phòng thờ được tẩy uế, diệt khuẩn, nấm mốc, lưu thông không khí để hấp thụ linh khí của trời đất, tích tụ vượng khí. Đặc biệt, gia chủ cũng nên chú ý tới cách thức thắp hương, đó là phải thắp nén hương thẳng thắn, đồng thời cắm sâu, cắm chắc vào bát hương, tránh để cho nén hương cong vẹo, làm mất đi thẩm mỹ.